sau hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Thì hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic NPTL3, một con máy mà bán rất chạy các bác nhá, vì giá của nó rất là rẻ so với các cái dòng máy TR567 thì nó không khác gì, mà giá của nó con này em bán là 5,5 triệu nhé, rẻ hơn khá so với con TR7, rẻ hơn tận 2 triệu đấy. Hình thức mẫu mã thì không khác gì, chỉ khác nhau về mỗi năm sản xuất thôi ạ. Tất cả mọi tính năng y hệt TR7 các bác nhé, chỉ khác nhau mỗi về năm sản xuất thôi. Hình thức còn rất là đẹp này, lưng nghiếc vẫn còn rất là mới, mặt mũi các thứ được. Đây, con này thì nó cũng vệ sinh, nó phụt nước máy bơm rửa vào thì nó rồi ạ. Bên trong nội thất vẫn rất ok nhé, răng chỉ mọi thứ đẹp, mọi thứ ngon lành. TR3 máy so thứ trong còn rất là mới này. Lưng cũng rất là đẹp, sản xuất năm 2011 các bác nhé. Đây là ba sức sát tí không đáng kể. Con này em bán 5,5 triệu nhá, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn em bán của Ly Hoa, hàng công ty, bảo hành 3 năm của nó là 450, máy thì bảo hành 6 tháng các bác nhé. Chào các bác.